Chào anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Máy Xây Dựng Thái Bảo. Thì hôm nay lại tiếp tục thêm một buổi trưa Bảo làm về dòng giá rẻ cho quý anh chị mình xài nha. Rồi hôm nay thì Bảo sẽ làm một dòng máy mài với thương hiệu rất là quen thuộc với anh chị luôn. Nhưng mà giá bán trưa ngày hôm nay rất là rẻ luôn. Đó, hàng chính hãng nhưng mà giá tốt. Thì tí Bảo sẽ cho anh chị xem nội thất bên trong để anh chị yên tâm mua nha. Rồi cái đầu tiên là Bảo muốn nói cho anh chị biết này. Một con máy rẻ thì công ty nó thanh lý thì anh chị mua thì có nhiều anh chị thấy Bảo thấy cũng mắc cười. Giá thì trung bình người ta bán con máy mới có 500 mà anh chị mua về là anh chị phải đòi là nó êm như là Makita này, bốt 900 triệu đâu ra. Đó, mình xài được thôi, trong tầm giá 500 thì âm thanh của nó thì cũng đáp ứng cho anh chị xài là vừa phải thôi. Còn nếu mà muốn êm với là chất lượng như Mata thì mình có thể là tham khảo con máy Mata mình mua hoặc là bốt nha. Chứ máy tầm giá mềm để anh chị xài á, thì nó không êm bằng, thì Bảo nói trước luôn. Đó, mức giá con máy Masaki máy mài một tấc này, công tắc trượt nha, giá bình thường là công ty này bán là 480.000. Trưa ngày hôm nay con máy này là không có hộp nha, 350.000 thôi. Một con máy phải nói là rất là rẻ. Rồi Bảo sẽ quay vào công ty chính hãng cho anh chị xem. Công ty nhập khẩu á, là công ty Trường Thịnh Phát nha. Đó, nó có ghi trên luôn, Made in PRC. Thương hiệu là Masaki này là thương hiệu Nhật, nhưng mà Bảo đảm bảo là nó sản xuất tại Trung Quốc, vì người ta ghi là PRC trên này rồi. Rồi xài điện 220 này, 50 đến là 60 Hz. Cốt một tắc nha, là cốt M10. Vòng tua là nó chạy tối đa là 11.000 vòng. Rồi model máy là MSK 6-100 nha. Con này á, là Masaki này thì Bảo bán rất là quen. Thì Masaki là hầu như là màu xanh. Công tắc trượt con này á, thì anh chị nhẹ nhàng lắm, như bốt xịn luôn. Anh chị mua về á, trượt nó đã cực kỳ luôn. Rồi với mức giá là 350.000 thì anh chị nhìn bề ngoài này. Thứ nhất thì Bảo cũng nói trước rồi, không hộp nên là nhân viên Bảo đổ ra đôi lúc là nó có hơi dơ dơ một tí xíu. Nhưng mà không sao, mới 95% cho nó chắc. Rồi công tắc trượt bên này có Masaki, bên này nó đúc model của máy là số 6-100 GSB á. Rồi công tắc trượt. Còn phía này á thì dây nguồn với là dây máy chắc chắn là đồng rồi. Bảo bán hàng cầm tay là chắc chắn là đồng, nên là anh chị khỏi yên tâm về điều đó. Không phải rẻ là dây nhôm đâu, mà cái phần này á, là công ty người ta khó khăn, người ta muốn thanh lý để có tiền vốn lưu động, người ta làm việc khác, nhập hàng mới về cho anh chị nha. Rồi trước, phía trước thì đầu hợp kim nhôm hết nè. Đó, có gắn ốc lớn nha, to, cốt M10 nè. Cốt là chắc chắn là cốt thép rồi nha. Có fit bạc đạn bên trong. Mà hầu như Bảo để ý con nào mà có fit bạc đạn nó đỡ này á, thì nó sẽ kêu hơn những con không có nha. Tại cái bạc này nó đỡ, nó khít hơn nên là nó hơi kêu hơn. Nhưng mà Bảo sẽ test âm thanh cho anh chị, rồi vào bên trong máy cho anh chị xem nha. Nó kêu vậy thôi nhưng mà cũng không có kêu mấy đâu, so với Mata với Bốt thôi. Còn những con mà giá tầm mà 500-600 thì nó vẫn là như nhau thôi. Đó, cũng khá là êm thôi. So với Mata với là Bốt xịn thì nó không có êm bằng. Còn những thằng mà 500-600-700 thì nó cũng như nhau à. Âm thanh nó cũng đến đây là tối đa rồi, không có êm hơn được nha. Rồi, rồi mình quay vào bên trong. Dây nguồn thì con máy này á 350 thôi, mà dây nguồn là dài, con này dài chắc Bảo nghỉ 3 m à. Rồi bên trong thì anh chị thấy này, hàng chính hàng nó sẽ đổ keo khằng nha. Đó, không như hàng nhái nó không đổ keo đâu, không thèm đổ keo. Nhiều khi là anh chị mua hàng trên Lazada, Shopee này, 300.000 thôi mà nó làm dây nhôm luôn, chắc chắn không đổ keo như này đâu. Còn cái phần này chắc chắn là dây đồng rồi. Thì để Bảo tiến hành cạo thử cho anh chị xem. Rồi Bảo tiến hành cạo thử cho anh chị xem nha. Đó, cái phần nó đủ keo dài, cạo không vào luôn á. Đó, dây đồng này. Đó, mình nhìn nè. Đó, cạo cho nó nhiều nhiều tí. Thấy không em? Thấy dây đồng không? Dây đồng 100% đủ keo, rất là cứng. Keo này á, thì mục đích của nó thì nó sẽ bảo vệ dây đồng tốt hơn. Mình xài á, bụi bặm nó bay vào á, nó không có làm hư dây. Còn phía dưới nè, công tắc thì chắc chắn là nó làm cái phần mà này á, là bằng đồng nha. Bằng đồng, hàng chính hãng là nó bằng đồng 100%. Nên là anh chị yên tâm, dây nguồn ra dây đồng hết, công tắc lớn này, thanh trượt này nhẹ nhàng này, thấy không? Thanh trượt là nó sẽ có lò xo để anh chị bật lên nó sẽ đá về nhẹ nhàng hơn. Dây nguồn thì nó làm chắc chắn vô cùng. Đó, thiết kế này, ổ thang là bằng đồng hết luôn. Rồi, còn bên trong phía ruột với mức giá chỉ có 350.000 này, nhưng người ta làm cùng hai bạc đạn, thấy không?
Phần nhông thì chắc chắn là bằng cốt thép rồi, mà cốt thép nó cũng lớn luôn. Đó, bên trong thì nó sẽ có CNC rất là đẹp luôn, nó làm đẹp từ bên trong ra bên ngoài luôn nha. Nhưng mà Bảo thấy giá mềm thì Bảo giới thiệu anh chị xài thôi. Nếu mà công trình á thì anh chị mua về xài cũng được, còn gia đình thì cái phần máy này nó không hư đâu. Rồi mình qua phần ruột nè. Đó, thấy ruột không? Có su chống sốc luôn nha. Su chống sốc là cái đầu tiên của những con máy trung trung là có. Có nhiều con không có, đủ lam này, lam đủ keo cứng này. Bên trên thì nó sẽ có là mã số series này, có cân ruột này, cho mình chạy nó êm tay hơn, nó đầm tay, đủ keo hai bên. Thế thôi, hai bạc đạn đầu bằng sắt hết, nhông có ốc vặn cho nó chắc chắn. Rồi ngoài ra, số lượng thì nó cũng có mấy chục con thôi nha. Bảo có nhiêu là Bảo nhập về cho quý anh chị mình xài. Đó, số lượng là tầm 50 con. Tay cầm này, cái gắt te mở nó cũng rất là to, tay cầm thì lớn cực kỳ luôn. Đó, anh chị cầm, tay cầm nó to dữ lắm. To này, ốc lớn này, tay cầm to, ốc lớn, gắt te dài dặn. Chắc chắn mà có 350.000 thì anh chị xài á. Thì gia đình á, nói chung là anh chị mua gia đình thợ thầy gì Bảo cũng bảo hành chính hãng 6 tháng. Đó, còn nếu mà anh chị thích rẻ hơn nữa thì Bảo làm hàng bốt, nhưng mà nó chất lượng kém mà Bảo bán con đó là không bảo hành luôn. Rồi, anh chị nào có nhu cầu mua một con máy mài không hộp nha, có tặng kèm tay cầm gắt te lớn 350.000 thì liên hệ cho cửa hàng Bảo nha. Mức giá là tốt, bên trong rô ruột đủ keo khăn, thoải mái luôn cho anh chị xài. Rồi xem xong thì nhớ đăng ký kênh nha. Tới đây thì Bảo sẽ sell hàng trực tiếp, chứ bữa giờ cũng không có thời gian sell hàng trực tiếp, tại đóng đơn mà anh chị đặt cọc ngày trước nó cũng nhiều. Rồi nhớ là ủng hộ Bảo một đăng ký kênh với là một like. Rồi Bảo xin chào tạm biệt anh chị buổi trưa ngày hôm nay.